Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các chị và các bạn. Thì hôm nay Thái đang đi trên đường đi hỗ trợ hoàn cảnh. Thì đang nằm trong quán uống nước nha các cô chú anh chị. Đây, mình đang nằm trong quán mình uống nước. Thì vô tình thấy hai anh chị ngoài đó gục dù quá xuất sắc. Để mình đi ra mình review giới thiệu cho quý cô chú anh chị biết nha. Đây là hai vợ chồng là đồng lòng là gọt dừa nha các cô chú anh chị. Đó, anh thì có sức hơn cho nên là anh còn dữ hơn là chị. Là anh đi. Đó. Một trái dừa là mình gọt nhanh nhất là thời gian bao lâu có thể anh? Em không có canh nữa. Chắc không có canh nha. Phút 2 phút cái phút. Trái đó hơi cứng nha. Dạ. Trái khó gọt, có trái dễ gọt hả chị? Cái nó có cái sớ rồi, nó gọt khó. Đó, anh gọt càng ngang cô chứ anh chị. Cắt siêu liền. Anh làm ngày này lâu chưa anh? Hai mấy năm rồi ha. À. Đó tới giờ là mình bán dừa luôn hả? Dạ. Quê mình là ở An Giang luôn hả chị? An Giang. Quê An Giang luôn. Dạ. À, em cũng ở An Giang, em ở Châu Phú. Anh ở đâu? Ở dưới Mỹ Bình á, phường Mỹ Bình á. Phường Mỹ Bình là Long Xuyên ha. Gió tim mạch á. Dạ. Một trái dừa này các cô chú nhìn đã không? Đó. Cái này là do cây dao mình bén hay sao? Chắc là này bén tiêu liệu. Anh cũng phải quen cái nữa mới được. Quen mới được hả? Dạ, chứ nó dạo bén gọt nó cũng tầm xùi chân hả. Quan trọng là phải có cái kỹ thuật nữa mới được phải không? Dạ. Trái dừa là gốc hành luôn. Đó. Thôi coi kiểu một ngày là mình bán bao nhiêu chục dừa vậy anh? Bán 100 ngoài dừa. 100 ngoài dừa. Không, dữ vậy ha. Dừa này của mình hiện giờ là giá nó nhiêu rồi? Mua dưới 17 ngàn cái. Không, mình bán lẻ nè, nhưng mình bán, mình đi bán là nhiêu trái anh? 15 ngàn. À, 15 ngàn ha. Dễ uống nè các cô chú anh chị. 15 ngàn là rẻ đó. Cái này là dừa nó rẻ rồi, tại có mưa xuống nè nó rẻ. Chứ lúc trước là 20 ngàn luôn đó. Mình uống đi dọc đường, đi quán là 20-25 luôn. Dạ. Dạ. Rồi như là em thấy có một số người đó người ta gọt là còn vô bên cái cùi này là sao anh? Dạ, nó gọt cái kiểu từ ở Sài Gòn đó, nó gọt cái đó mà. Còn mình ở đây gọt nó ta chê nhỏ. Dạ, bự bự vậy, bự trái. Mình phải để cho nó bự trái vậy nó mới chịu không? Dạ. À, còn mà lú cái cùi nó lên là nó không chịu. Nhỏ, cái dừa nó nhỏ xíu mà. Dạ. Cái dừa đó dừa xem á. Mình có bán dừa đó không? Không hả? Không á. Dạ. Dạ. À, hết rồi đó hả? Dạ. Bao dữ vậy đó hả? Trời ơi. 20 trái rồi. Mới đây mà có hai vợ chồng còn sống 20 trái rồi đó hả? Đây là 20 cái dừa này mình giao cho quán luôn đó hả? Dạ, đang quán. Dạ. Nãy mình vô quán mình uống nước dừa. Mình dừa ở đây là giao vô quán đó các con chú anh chị. Đây là một xe dừa luôn. 20 trái. Xong rồi hai vợ chồng là giao 20 trái dừa trong vòng 5 phút thì đó xong. Bây giờ là anh với chị gom dừa này xuống đây là liền tại chỗ này cho bà chủ và chụp luôn. Dừa này phơi chụp cũng cháy lắm á. Clip mình chia sẻ anh với chị con dừa đến đây cũng sẽ khép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một clip tiếp theo.